Sàn Thạch Anh chuẩn Đức Coppler hân hạnh đồng hành cùng Ca Cộng Sport. Với là trang đua GP Singapore lần thứ 15 trong lịch sử F1 đã khép lại với một kịch bản khác hẳn với những cuộc đua trước đây. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đua chính tại Marina Bay Street Circuit, người ta không thấy bất kỳ một lần nào xe an toàn phải làm việc. Và những diễn biến trên đường đua cũng chẳng hề sôi động như nhiều Singapore GP khác trong quá khứ. Dưới cái nóng bức của khí hậu nhiệt đới tại quốc gia Đông Nam Á này, vẫn còn một người cảm thấy hơi lạnh lẽo. Đó là Lando Norris, bởi vì tay đua của đội McLaren đã phải trải qua một cuộc đua rất cô độc. Đơn giản là bởi chẳng có đối thủ nào có thể tiến gần anh trong hành trình chinh phục vị trí cao nhất trên bục trao giải tại Singapore GP. Đua ở Singapore bắt đầu với những tranh cãi liên quan đến đua McLaren với tính hợp lệ của cái cánh gió sau mà họ sử dụng ở Baku. Những hình ảnh trích xuất từ camera đã cho thấy phần cánh sau của McLaren đã uốn lượn linh hoạt như thế nào. Trên đường thẳng ở Baku, chiếc cánh co lại đã làm giảm lực cản không khí và tăng tốc độ trong xe. Cánh lại lập tức nhô về vị trí ban đầu để có thể tăng thêm downforce và độ bám đường. Red Bull đã yêu cầu FIA giám sát lại cánh gió sau của đội đua McLaren. Cuối cùng thì FIA cho rằng dù cánh sau của đội đua màu đu đủ không vi phạm quy định nào đó, song nó đi ngược lại tinh thần của người ra luật và bị yêu cầu phải điều chỉnh lại. Thế nhưng có một thực tế rằng với tính chất đường đua gồm những đoạn thẳng không quá dài và nhiều khúc cua ở Marina Bay, cánh sau của McLaren sẽ không đem lại nhiều lợi ích. Và quả thật thì những gì diễn ra sau đó đã chứng minh rằng đội đua nước Anh đâu chỉ mạnh lên nhờ tận dụng khe hở từ luật. Ngay từ những phiên đua tập, người ta đã cảm nhận được rằng chiếc MCL38 sẽ là ứng cử viên nặng ký cho chiến thắng ở ngày chủ nhật. Trong 3 phiên free practice, Lando Norris đã đạt thành tích tốt nhất ở phiên free practice 2 và 3, trong khi ở phiên 1 anh cũng xếp thứ 2. Tay đua còn lại của McLaren là Oscar Piastri, dù không nhanh bằng nhưng cũng liên tục có mặt trong top 6. Không chỉ nhanh ở tốc độ đua một vòng, những dữ liệu đua giả lập cũng cho thấy sự vượt trội của nhà đua đủ so với phần còn lại. Ở phiên free practice 2, Lando Norris dù dùng bộ lốp mềm C5 để long run nhưng vẫn có race pace tốt hơn 0,005 giây so với Charles Leclerc và 0,012 giây so với Lewis Hamilton. Với những thống kê như vậy thì việc Lando Norris giành pole ở Singapore đã là một điều hoàn toàn có thể dự báo từ trước. Anh thiết lập thành tích tốt nhất toàn đoàn ở Q3 với thời gian chạy một vòng là 1 phút 29 giây 525, nhanh hơn người thứ hai là Max Verstappen tới 0,2 giây. Với một đường đua chật hẹp và khó vượt như Marina Bay, Lando Norris đã nắm lợi thế lớn trong cả ngày chủ nhật. Mối lo ngại duy nhất của các cổ động viên McLaren có lẽ chỉ là khả năng đề pa tệ của Lando, khi trong cả 5 lần giành pole trước đây, Lando chưa từng một lần bảo vệ vị trí dẫn đầu của mình sau vòng đầu tiên. Thế nhưng thì trong lần giành pole thứ 6, Lando Norris đã không để điều tương tự xảy ra và khi đó thì chẳng có cơ hội nào cho Max Verstappen nữa. Chiếc MCL38 tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với RB20 và càng ngày càng bỏ xa. Thậm chí là những chỉ đạo của McLaren về việc Lando luôn phải duy trì khoảng cách 5 giây đối với Max xem ra là dư thừa bởi tay đua người Anh đã nới rộng cách biệt với người phía sau lên tới 20 giây. Không quá khi nói Lando Norris là người cô độc nhất ở Marina Bay khi phải chạy một mình trên một đường đua. Thậm chí là anh chàng này còn có một khoảnh khắc mất tập trung khi đi ra ngoài ở góc cua số 14 làm hư hỏng nhẹ cánh gió trước. Thế nhưng pha xử lý đó chỉ làm tăng độ khó cho cuộc đua của anh một chút. Cuối cùng thì Lando vẫn về nhất với cách biệt lên tới 20 giây, khoảng cách lớn nhất giữa hai người về đích đầu tiên ở Singapore GP kể từ năm 2013 cho tới nay. Một chiến thắng xứng đáng cho McLaren và Lando Norris khi họ đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với phần còn lại. Suốt 3 ngày thi đấu ở Singapore, thậm chí là niềm vui còn nhân đôi cho đu đủ khi Oscar Piastri mang vị trí thứ 3. Sự thiếu kinh nghiệm khi chỉ mới lần thứ 2 đua tại Singapore đã khiến chàng trai người Úc thi đấu không quá thuyết phục trong ngày thứ 7 khi chỉ xếp thứ 5 ở Q3. Tuy nhiên nhờ có máy tuyệt vời với khả năng siêu lốp ấn tượng, Piastri có thể chạy tới 38 vòng trên bộ lốp trung bình C4 ở stint đầu tiên. Điều này giúp anh chỉ đua trên bộ lốp cứng với chỉ 25 vòng còn lại. Piastri có thể tấn công liên tục vào hai tay đua của Mercedes. Anh dễ dàng vượt qua Lewis Hamilton và Charles Russo để chiếm lấy vị trí cuối cùng trên bục trao giải, mang về double podium cho đội đua màu đu đủ. Việc McLaren tỏ ra quá áp đảo so với phần còn lại đã khiến cho Red Bull không có bất kỳ một cơ hội nào. Dù Max Verstappen xuất phát ở cùng front row, nhưng chung cuộc thì anh bị bỏ lại lên tới 20 giây. Tuy nhiên có một thực tế rằng vị trí thứ hai là một kết quả thành công ngoài mong đợi với Christian Horner với các cộng sự. Họ khởi đầu tuần đua với một chiếc xe thậm chí còn chậm hơn cả Sauber ở nhiều phân vùng, dẫn đến việc khép lại ngày thứ 6 với việc Max Verstappen chỉ xếp thứ 15 ở phiên FP2, còn với Sergio Perez là vị trí thứ 8. Rất may là đội đua nước Áo đã kịp chỉnh sửa lại thiết lập của xe để mang đến sự cân bằng cần thiết. Đích thân Max Verstappen đã dành lời khen cho sự cải thiện mà các kỹ sư đang làm được trong đêm. Đó là cơ sở để Max có được vị trí thứ hai trong ngày đua phân hạng và đua chính. Rõ ràng là RB20 không còn là chiếc xe có khả năng thắng chặng hay giành podium nữa. Những nỗ lực của tay đua người Hà Lan vẫn là đủ để khiến cho Lando Norris thu được không quá nhiều điểm trên bảng xếp hạng. Ngoài ra thì cũng phải dành lời khen cho một cựu thành viên của Red Bull, đó là Daniel Ricciardo. Trên những tin đồn cho rằng đây là cuộc đua cuối cùng trong sự nghiệp của mình, tay lái người Úc vẫn cố gắng hết sức. Tuy chỉ chạy nhóm cuối nhưng Ricciardo vẫn muốn để lại dấu ấn. Quyết định vào thay lốp ở những vòng cuối đã giúp cho Daniel Ricciardo giành được fastest lap và khiến cho Lando Norris mất đi một điểm nghe không quá nhiều. Nhưng nhờ việc này mà giờ đây
đây, Lando phải thắng tất cả các chặng còn lại để đạt được chức vô địch, trong khi Max Verstappen chỉ cần về nhì là vẫn đủ để bảo vệ thành công danh hiệu. Như vậy thì đóng góp của Daniel Ricciardo cho Red Bull thậm chí còn lớn hơn cả Sergio Perez dù anh không lái chiếc RB20. Tại đua người Mexico có một trận đua thất vọng khi anh không thể lọt vào được Q3, còn trong cuộc đua chính thì anh cũng không thể tài nào vượt nổi Hülkenberg và chỉ có thể ghi được một điểm. Red Bull có thể hài lòng với podium tại Singapore, nhưng Ferrari và Mercedes có lý do để tiếc nuối. Với Ferrari thì họ khởi đầu trận đua khá hứa hẹn khi Leclerc là người nhanh nhất ở phiên FP1 và xếp thứ hai tại FP2. Thế nhưng mọi thứ đã quay ngoắt 180 độ khi bước sang ngày thứ bảy dưới một đường đua có độ bám đường thấp, cộng thêm mặt đường có nhiệt độ không quá cao đã phơi bày điểm yếu mà Ferrari gặp phải ở mùa này, đó là làm nóng lốp. Ở phiên FP3, Leclerc và Sainz chỉ xếp thứ 5 và thứ 6. Nhận thấy vấn đề đó thì đội đua Ferrari đã phải chấp nhận phá luật để điều chỉnh áp suất lốp mà không tuân thủ theo quy trình của FIA và đành phải nộp phạt 5.000 euro. Thế nhưng dù đã điều chỉnh thì mọi thứ không cải thiện được là bao. Nhiệt độ lốp thấp khiến cho Carlos Sainz đã bị mất lái ở Q3 và đâm vào rào chắn, qua đó chỉ xuất phát ở vị trí thứ 10 do không có thành tích ở vòng đua này. Còn Charles Leclerc thì lại có một khoảnh khắc vượt check limit ở góc cua số 2, dẫn đến bị xóa mất vòng chạy. Việc xuất phát thứ 9 và thứ 10 đã ảnh hưởng đáng kể tới khả năng cạnh tranh podium của nhà ngựa. Càng đáng tiếc hơn khi trong ngày chủ nhật, cả Leclerc và Sainz đều có tốc độ rất tốt trên bộ lốp trung bình và cứng. Điều này giúp cho Carlos Sainz leo lên từ vị trí thứ 10 đến thứ 7, dù phải chạy tới 48 vòng trên bộ lốp cứng và pit từ rất sớm. Charles Leclerc với chiến thuật ngược lại, chạy trên lốp trung bình tới tận vòng 36 mới đổi sang lốp cứng. Chiến thuật sống của Oscar Piastri đã giúp Leclerc có thể dễ dàng vượt qua được Lewis Hamilton và đuổi bám Russell tới những vòng cuối cùng. Đáng tiếc là Leclerc lại chưa thể vượt qua được chiếc Dowling 15 còn lại và chấp nhận vị trí thứ 5 trong trận đua mà Mercedes mang tới màu sơn đặc biệt để kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Petronas. W15 đã hoạt động khá mượt mà và trơn tru ở phiên phân hạng. Tốc độ tốt ở sector cuối cùng đã giúp cho Hamilton và Russell chiếm được hàng xuất phát thứ hai khi bước vào cuộc đua chính. Đáng tiếc là ở đây họ lại có những tính toán sai lầm về lốp. Hamilton xuất phát trên lốp mềm, nhưng đó là quyết định đi vào lòng đất. Bộ lốp mềm của Sir cho thấy tốc độ không quá ấn tượng và cũng không có tuổi thọ lâu, khiến cho Hamilton phải pit ngay sau vòng 17 với việc phải chạy 45 vòng trên bộ lốp cứng. Cùng một chiếc xe không còn khả năng giữ lốp tốt, Lewis Hamilton đã bất lực trong việc phòng thủ trên những người pit muộn hơn, qua đó ngậm ngùi về vị đích ở vị trí thứ 6, tương tự là Charles Russell. Dù xuất phát trên bộ lốp trung bình và tận vòng 27 mới thay lốp, nhưng cũng không thể phòng ngự được trước Piastri và giữ nổi podium cho Mercedes, đồng thời phải rất vất vả mới không cho Leclerc vượt qua được để lấy vị trí thứ 4. Vậy là sau Singapore GP, chúng ta sẽ lại bước vào một kỳ nghỉ kéo dài 4 tuần khác. Tuy nhiên thì khác với kỳ nghỉ hè, các đội đua vẫn sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển xe đua của mình. Đây sẽ là giai đoạn mấu chốt được quyết định xem danh hiệu vô địch sẽ gọi tên ai sau cùng. Bởi trước mắt chúng ta sẽ chỉ còn 6 chặng đua nữa diễn ra ở châu Mỹ và Trung Đông. Liệu McLaren có thể duy trì vị thế là đội có chiếc xe mạnh nhất đoàn đua hiện giờ để giúp cho Lando Norris tiếp tục níu giữ hy vọng cạnh tranh chức vô địch, hay Red Bull sẽ tìm lại được hiệu suất cần thiết để giúp cho Max Verstappen bảo vệ ngôi vương, hoặc sẽ có những sự bứt phá tới từ Mercedes và Ferrari? Hãy cùng đón chờ câu trả lời ở Formula One, Pirelli United States Grand Prix, trực tiếp và độc quyền trên các kênh sóng của truyền hình số vệ tinh cả cộng trong các ngày từ 19 đến 21 tháng 10 tới đây. Sàn Thanh Anh chuẩn Đức Coupler, Coupler hân hạnh đồng hành cùng cả cộng Sport.